khán giả đã xếp hàng dài từ sáng sớm để cổ vũ cho các thí sinh của sự kiện thể thao này. Những chú chó thuộc nhiều giống khác nhau sẽ phải thử sức trên quãng đường dài 1.400 mét dọc bờ biển trong một buổi sáng khá lạnh. Và với những chú chó bùn thì cuộc đua này dường như là quá sức, dù mỗi chú chó tham gia cuộc thi sẽ chạy cùng với chủ của mình. Cậu ta rất mệt, kiệt sức, mặc dù thực tế là chúng tôi chỉ đi bộ trong cuộc đua, nhưng dù sao đi nữa cuốn nhỏ của tôi là giống chó bùn của anh. Sau cuộc đua này, cậu ta cần được chăm sóc nhiều hơn. Những chú chó tàn tật cũng rất hứng thú tham gia cuộc thi thể lực này. Dường như sự tàn tật không ảnh hưởng gì tới cậu bé, cậu ta đã chạy, trên thực tế cậu ta không mệt tẹo nào. Cuộc thi được chia thành 3 hạng mục riêng biệt dựa theo kích thước và cân nặng của các thí sinh, hạng nhỏ, hạng trung bình và hạng to. Một cuộc đua riêng biệt khác cũng được tổ chức dành cho những chú chó được tháp tùng bởi những cậu chủ, cô chủ dưới 12 tuổi. Rất nhiều hãng đồ ăn nhanh dành cho loài động vật này đã tài trợ cho cuộc đua.